Rồi, mình xin chào các bạn ha. Bây giờ mấy anh này đang lên lưới để bắt cá lên cân các bạn. Rồi cứ lên lưới tới đâu thì gặp con nào thì chúng ta bắt bỏ vô trong cái kết đó luôn các bạn. Tại giờ nó cũng cạn rồi. Cái khúc lưới này nè, đó nó cứ bò lên là mấy anh bắt được mấy con rồi đó. Bỏ vô cái kết rồi nhét lên trên trên cân ha. Tàn mấy cá cụ không? Đây để mình quay anh đem cái kết lên quay cho các bạn xem nè. Cái khúc này bây giờ thu lưới lại nó giải ghê lắm các bạn. Mình đứng xa ra chứ sình nó văng ghê quá. Cái còn cái túi đằng sau nữa các bạn, cái túi nó dài, cá nó chui đằng sau nữa. Kéo cá tạp thì chỉ có 4 người kéo thôi các bạn. 4 cái anh này là đi theo cái chủ cá kéo hồ này hồ kia rồi. Sáng là 4 giờ là mấy ảnh là tới hầm mà. Mấy anh bơm nước rồi chuẩn bị lưới rồi kéo xong rồi chắc khoảng 9-10 giờ là xong rồi về nghỉ. Giờ đóng mấy cây trụ lại cho nó giữ lại cái lưới rồi bắt ra. Khỏi phải đứng dịnh. Đó mấy anh nó đem mấy cây trụ sắt đi á. Dân chuyên nghiệp mà. Lưới này chừng 400-500 kg rồi các bạn. Cá bự nhưng mà ít con quá, cái số đầu con ít. Đợt đó nhà mình thả tính ra 1.000 con cá này mà tính ra giờ nó cũng không còn được nhiêu, còn 700-800 con chầm, còn lại chừng tầng 3 kg con thì chừng 2 tấn. Có thả cá mùi rồi cá trôi nữa các bạn, nhưng mà không hiểu sao nó chết hết. Cá mùi thì được đâu chừng 20 kg, còn mấy loại cá kia là không thấy có con nào luôn, nó chết sao các bạn. Cá mè đồ đợt đó nhà mình cũng có thả nó mà chết hết à. Chắc sình nhiều quá, ao này, cái ao này sình dữ lắm. Để cái túi nó còn nằm dài ở phía sau các bạn. Đó, cá nó nằm ở trong á. Mấy anh cứ bắt từ 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 vậy á. Cái thâu lưới từ từ vô bắt để chứ mình thâu vô một lần nó chết các bạn. Sình quá. Này con này bự ghê nè, mình canh nó im im mình mới dám lên quay các bạn. Nó giải sình không à. Coi vậy chứ ở ngoài giải dữ lắm, sình văng tứ tung. Hai anh giác còn hai anh này ở đây bắt. Hai anh giác thì còn trẻ hơn nè, còn hai anh bắt này cũng lớn tuổi, 40-50. Còn hai anh giác thì chừng 20-30 tuổi. Trẻ nên là nhà giác rồi. Dạ ăn con không? Dạ con cái đùi không kìa? Bắt đâu? Xui cái đùi không kìa? Trời ơi, thấy rồi.
cá cha thì mình cứ hay nắm cái đuôi của nó là được à, chứ cái đầu với hai bên nó ngạnh không à, cứ nắm đuôi là nằm im à. Rổ vậy khoảng 5 đến 6 con rồi là đi được rồi. Chứ để nó giải cũng văng ra bên ngoài hết. Nãy giờ bắt cũng được hơn nữa rồi các bạn. Còn cái dèo bên cái nửa dèo bên kia nữa như cái lỡ dở này. Giải ghê. Hai con này để đây đi, chắc hồi cho mấy anh này hay sao đây. Chắc hồi cho mấy anh kéo các bạn. Do cá nó thưa nên là nó cũng đều đều cái size như nhau. Chứ nó không có con thì bự quá, con thì nhỏ quá cả. Chung mà size nhiều là từ 3 đến 4 kg là nhiều. Dao động trong khoảng đó luôn à. Chứ dưới 3 kg cũng ít lắm. Mà trên 4 kg cũng ít. Đó, có con cái đuôi bự đó thì là trên 4 kg đó, mà cái đó thì size đó thì ít. Sắp xong rồi các bạn, dồn lại khúc bên đó nữa, xong rồi. Đây mình lên trên mình quay cái cảnh căng cá đưa lên thùng trên xe tải ha. Đã căng vậy rồi bỏ lên các bạn, rồi bỏ vô cái thùng này. Quay đây quay cái cá trên đây chút. Đây cá bỏ vô đây các bạn, đó bơm oxy nước trong hết luôn. Đó, nước sạch sẽ nè các bạn, chở đi xa nè.